sự Thích Ca và Đức Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 3 hai nghìn Hôm nay các vị cũng gặp lại mấy cái bài thì cải thiện khó nhai. Này. <laughs> Tuy nhiên chịu khó nhai. Xin nhai như bầu nhược phù vân, hoặc kế đô vô tuyệt lục thân, lưu đắc nhất sau thanh bạch nhãn. Tiếu tha vô hạn vãng lai nhân đây là bài của ngài xuyên thiền sư trong sách thì ghi là trị phụ xuyên nhưng mà nếu chúng ta học trong kim cang thì xuyên thiền sư là ông cụ này và cũng xin thưa rằng là ông cụ này thi ca của ông cái chất nó văn học rất là giàu nha cho nên đi vô những bài thi kể ông cảm hứng về kinh kim cang nó cũng khá là rắc rối thế nên mình giải thích bài này sinh nhai như mộng nhược phù văn chữ sinh nhai này thì nó trở thành một cái từ ngữ rất là việt nam rồi đó là cái cách sống chúng ta từ ngày kiếm cái ăn kiếm cái mặt và ngài xác định rằng nó rất là mộng mị nó phiêu vòng như mây nổi thôi trôi qua trôi về rất là khó nắm bắt rất là khó đoán định được cái gì nó xảy ra vào ngày mai hòa kế đô vô tiện lục thân tức là cái kế sống của thiền tăng á dường như nó trống rỗng nó không có gì hết và nó cũng không dính chi với sáu thân nghe tức này bố này mẹ này anh này em này nội này ngoại sáu phía bà con dường như đối thiền tăng không có dính chi ca lưu đắc nhất xong thách bệnh nhãn nghĩa là chỉ giữ lại một cái đôi mắt rất là trong trẻo rất là vô tư tiểu tha vô hạn vãng la nhân và cười cợt người lại người qua tha hồ nó đi tới đi lui tha hồ nó vãng mà lai cái bài này nó rất là thi vị thì vị ở chỗ đó là đối với một thiền tăng thưa các vị cái kế sống của họ về đời sống ẩm thực đời sống lợi danh cái ăn cái ở cái mặt của họ nó bồng bềnh như mây nổi mây nó không có đòi hỏi rằng tôi muốn đi qua phương đông <laughs> gió đưa tôi qua phương đông không nơi nào gió đưa thì nơi đó là đích đến của mây nghe nó rất là nhậm vận tùy với nhân viên của gió đưa nơi đâu thì nó rất là hạnh phúc có mặt ở nơi đó qua đông cũng được qua tây cũng được dừng ở thung lũng cũng được đậu trên núi cao cũng được tan thành mưa cũng qua hỉ rớt thành những dọn nước xuống đại dương cũng qua hỉ rớt xuống ao tù nước động cũng không có phần nào chi hiểu được cái thâm nghĩa này thưa các vị chúng ta chưa thể bắt chước là một thiền tăng nhưng mà chúng ta cũng sống bồng bềnh như mây được cái đời sống này nếu chúng ta biết sống thì mọi cái điều kiện đến với ta ta đều hân thưởng được nghe một cái sinh thân khỏe mạnh tràn đầy năng lực thì cũng rất hạnh phúc thế là một ngày nào đó nó đổ bệnh hạnh phúc không <laughs> hạnh phúc luôn tại vì Bệnh là cơ hội để dừng lại. Bệnh là cơ hội để nhìn, để quán chiếu vô thường nó sinh thân này. Để thương nó, để nuôi dưỡng nó. Và đôi khi bệnh là cái cơ hội để mình tu nghe. Cho nên sinh nhai như vọng như phù vân nó nhiều cái tầng nghĩa nơi đây. Đối với đời sống của thiền tăng thì đúng là đời sống ông nó như mộng, nó bồng bềnh như mây nổi và không có một cái nhu cầu về lợi về danh về đời sống bao như thế này thế nọ thế kia gì cả dường như ông chỉ làm một việc thôi nghe việc đó là chi hoặc kế đô vô tiện lục thân kế sống thiền tăng chính xác tức là cái cách sống hành đạo tu tập nuôi tâm bồ đề để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ người ta gọi là hoạt kế có hào nghĩa rằng là mở được con mắt pháp thấy được đạo, nghiệm ra được tính chân thật rồi, lúc bây giờ mới bắt đầu đi vào đời sống thực sự của một thiền tăng. Hay nói cách khác, đời sống chúng ta tranh lợi, tranh danh, kiếm cái ăn, cái mặt đối với những người thấy đạo. Thưa các vị, đây là một đời sống rất mộng bị Chỉ là tuột dài trong cuộc tử sinh, chỉ là đầu tư nghiệp lực để rồi lây quay trong ba cõi sáu đường thôi chưa phải là người biết kế sống biết kế sống nghĩa là người thấy được đạo ngộ ra thể tâm chân thật biết cái này là giả dối sinh diệt mất còn của tâm thức phù hư biết cái thể bất động vô vi của tâm nó luôn có mặt luôn hiện tiền luôn chiếu sáng biết cái năng lực tánh giác ngộ Nghiệm ra được mới gọi là người có kế sống nha. Hoặc kế thường nhà thiện dịch là kế sống. Biết kế sống. Đó là biết cách nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Biết cách để sống với tâm Phật bất động gọi là biết kế sống. Khi nghiệm ra chỗ này rồi thì họ không còn dính dáng với bao nhiêu cái thân bằng quyến thuộc. Không dính dáng lục thân nha một mình một cõi sống hiên ngang lòng lỏng giữa đất trời đây là hàm nghĩa thứ nhất hàm nghĩa thứ hai lục thân ở đây có hàm nghĩa rằng là mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với ngoại cảnh họ cắt hết những cái giao tiếp với ngoại cảnh bên ngoài chỉ làm một việc Đó là dầu ánh sáng giác ngộ về sống với cái thể tâm bất động vô vi hiện tiền của chính tâm phật của họ cho nên gọi là tuyệt lục thân kỳ thực rằng đối với đời sống tu mà chúng ta còn chưa hiểu những cái tầng nghĩa này ví dụ như chưa đi vào cái tầng nghĩa thấp nhất đó là phát tâm xuất gia là vượt khỏi thói thường nghe phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiểu long thánh chủng các nhiếp ma quân đây là cái bước vô cùng căn bản của người xuất gia mình chưa làm được điều này chưa đẩy đời sống mình đi vào cái chỗ nếm hương vị chánh pháp để hành trì thưa đại chúng là nhiều lắm là chúng ta lây quay một đời thì cũng chìm vào các buổi phù du thôi cho nên bước căn bản từ lời dạy của ngài quy sơn đó là phát tâm xuất gia là vượt khỏi thói thường phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiểu long thánh chủng chân nhiếp ma quân hình thể mình đã khác tâm mình cũng khác quyết một lòng kế thừa chánh pháp như lai làm cho chánh pháp có mặt lâu bền ở cuộc đời cái chuyện kế thừa của mình nối sự nghiệp của mình không phải là nối sự nghiệp giàu có của bố mẹ của anh em càng không phải nối sự nghiệp nó là cái chùa lớn của thầy nối sự nghiệp đây nghĩa là kế thừa sự nghiệp giác ngộ của chư phật và lịch đại tổ sư thế cho nên hiểu được đạo rồi cắt dứt sạch mọi nhân duyên của mắt tai mũi lưỡi tức là không có bị sắc thinh hương vị sức pháp nó lôi cổ nó nhẫn chìm không có bị lợi danh phù thế nó bao vây không có bị những tình cảm vớ vẩn của nhân gian nó đeo bám thưa các vị Ngang đây thì chúng ta đã thấy rằng mình có thể đạt được là chỉ sống với cái đôi mắt vô cùng trong sáng, tức là trong veo không có dính một chút bụi nào của phiền não vẫn vơ. Cho nên gọi là lưu đắc nhất sông thanh bạch nhãn. Lúc bây giờ thì làm cái chuyện gì? Thưa đại chúng là chỉ mỉm cười nhìn kẻ lại qua, không có hào nghĩa rằng là nhìn người lại qua trên nhân thế, mà còn nhìn dòng người xuôi ngược trong cái cõi tử sinh nha. Người thì sinh lên cảnh giới, chư thiên người từ rớt xuống địa ngục và cái điều này nó không hà nghĩa rằng là cần thần thông chi mình mới nhìn được ngay bây giờ ngay nơi đây các vị có con mắt trạch pháp hay là đã mở được cửa tâm rồi các vị nhìn ra điều này hà nghĩa rằng là tuy đời sống con người như nhau nhưng tâm niệm của họ cách xử sự, sự của họ cùng với cách dụng tâm của họ trong cuộc đời này nó tố cáo họ đang đi về cảnh giới nào cũng con người như nhau thế nhưng mà có khi con người đó cái tâm của họ không phải là loài người mà tâm đó là của một vị thiên đế cũng là con người như nhau mà ngang buổi dọc không gán gì cả thế nhưng mà đôi khi đó là một vị tái lai mình đâu có biết thế thì cũng con người thế nhưng mà tâm của họ nó ngang với một loài động vật thấp hèn mình có đâu có hay thế cho nên với con mắt thiền sư thì cái chuyện luân hồi không phải là cái chuyện ngày mai sau khi chết mà cái diện sinh trong ba cõi sáu đường trôi trong lục đạo luân hồi có mặt ngay bây giờ cho nên khi người ta sống được với thể tâm thanh tịnh bất động vô vi tức là sống với tâm phật hiện tiền rồi nhìn thấy mọi sự khởi tâm sân si phiền muộn của người chìm trong dục lậu của những người thì họ chỉ có một việc đó là mỉm cười không phải là ác độc chi nhưng mà biết rằng cái nghiệp chúng sinh nó là như vậy chủng tánh nó là như vậy hay nói cách khác là cái trình độ người ta như vậy, đời sống người ta như vậy, anh có giải rất thông ra, anh cũng không có thể kéo người ta vượt khỏi cái tư duy như vậy, đời sống như vậy, quan niệm như vậy đâu nghe. Cái niềm đam mê dục lậu họ còn, thì tôi đố các vị có thể thuyết giảng thế nào để họ có thể buông được cái đam mê dục lậu của họ. Thế cho nên, tiểu tha vô hạn vẫn là nhân là mỉm cười nhìn thiên hạ lại qua, hàm nghĩa rằng mỉm cười nhìn cái chuyện tử sinh của đời sống chúng sinh đó trâu dạt nó sinh đi sinh về nó leo lên thiên giới rồi nó rớt xuống nhân gian rồi nó rớt xuống loài động vật là cái chuyện đó là chuyện của mỗi hành giả mỗi con người mỗi chúng sinh tự giải quyết. Ở đây thì cái bài dịch thế này. Cuộc đời mộng mị như mây nổi, kế sống thiền tăng chỉ nghiệp nhà giữ được một đôi mắt trong sạch cười ngẫm nhân gian kể lại qua cái chữ thanh bạch nhãn này ra khá là lý thú nghe nếu chúng ta còn nhớ một cái bài kể của ngài phó đại sĩ ngài có mấy câu mình chép ra đây luôn để cống hiến cho các vị đó là nhất bác thiên gia Phạm. cô thân vạn lý du ngày xưa trong cái cuốn thiền đạo tu tập thì bốn câu này được dịch giả thì dịch rất là hay nha thầy dịch rằng một bát cơm ngàn nhà thân chơi muôn dặm xa mắt xanh xem người thế mây trắng hỏi đường qua tất nhiên là có nhiều vị bản khác nhau thế nhưng mà bản này là bản phổ thông nhất Còn mình sưu ra thì quá ra nó nằm ở trong phó đại sĩ là cái câu thanh mục đổi nhân thiểu này điều thứ nhất là nó có một cái điển cố ngày xưa có một vị như hàng sĩ tức là một vị quan nho cái đặc thù của ông là những người bằng hữu nào đến mà nó tương giao với ông nó tương hợp với ông tức là nó cùng một tần số tâm thức để nói chuyện để bàn bạc để uống rượu với nhau thì mắt ông nó trong veo và nó xanh rần Thế nhưng mà người khách nào tới mà hỏi thăm ông mà có mắt ông nó đục xuống thì biết rằng đây không phải là người bạn tương giao. Cho nên người ta dùng cái từ là lọt vào mắt xanh có hàm nghĩa rằng là rất vừa mắt nhau. Gọi là lọt vào mắt xanh. Trong nhà thiền thì thanh bạch nhãn nó hàm nghĩa rằng con mắt này không có một chút gợn của buồn, của vui, của hờn, của giận. Thứ hai con mắt này nó không có phê bình phán xét gì bất cứ ai Thứ ba, đạt đến trạng thái tâm trong veo lặng lẽ, không có một gợn vọng thức hay là một gợn của xúc cảm buồn vui. Trú trong thể tâm bất động cho nên gọi rằng thanh bạch nhãn. Đó là những cái từ mà chúng ta gọi ra nơi đây để cho các vị đi vào cái câu khá lý thú này. Sinh nhai như bọng nhược phù vân hoặc kế đô vô tuyệt lục thân lưu đắc nhất sông thanh bạch nhãn Tiếu tha vô hạn vãng lai nhân cuộc đời mộng mị như mây nổi kế sống thiền tăng chỉ nghiệp nhà giữ được một đôi mắt trong sạch cười ngẫm nhân gian kể lại qua cái chữ kế sống thiền tăng chỉ nghiệp nhà mình dịch cho nó ăn vận nhưng mà các vị nên nhớ là nghiệp nhà thiền tăng đó là sống với tự thể tâm chân thật bất động không dính chi với phiền não không dính chi với lục trăng không dính chi với thức tâm càng không dính chi với xúc cảm buồn vui hận giận hay nói cách rốt ráo đó là thiền tăng sống có thể bác nhã hiện tiền không dính chi với sắc thọ tưởng hành thức này gọi rằng kế sống của thiền tăng nghe ai thực sự là thiền tăng thì phải như vậy còn nếu chưa đạt được điều này thì chưa nên xưng mình là thiền tăng đây là điều thứ nhất câu này sẽ diễn mình mở ra là do vì thế này thưa các vị vấn lộ bạch vân đầu có nghĩa là có một người nào hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang thì thiền tăng bảo rằng trên trời có mây dưới chân anh có đất hỏi thế nào là phải chỉ mây đang bay trên trời Do vậy cho nên người ta dịch rất hay ho là mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Có khi người ta lầm nha. Đúng là phải dịch là hỏi đường, chấm, mây trắng bay qua. Thì nó đúng với ý của thiền ngữ hơn. Đó là mình giải thích một chút về sự liên hệ của bài kể này với bài của Ngài Xuyên Thiền Sư. Thế rồi bài thứ hai, đó là của Nam Đường Hưng giải thích ba bài là hết giờ hồi hướng đó nghe bài thứ hai là quá khứ hiện tại vị lai tâm bá thổ dương trần vô sứ tâm tọa ngoại kinh hành vô bất thị thừa đương trực hạ mạc trầm ngâm cái câu này thì dễ hiểu rồi quá khứ hiện tại và vị lai tâm tức là tâm quá khứ tâm hiện tại tâm vị lai bá thổ dương trần vô sứ tầm tức là tung đất tung bụi mù mịt hết cũng không biết đường đâu mà tìm tọa ngoại kinh hành vô bất thị thế nhưng mà này ngồi này nằm này, 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 này đi này đứng vân vân không chỗ nào không phải là tâm thừa đương trực hạ mạng trầm ngâm là ngay bây giờ ngay nơi đây anh hãy thừa đương đi anh hãy thể nghiệm đi anh chứng nghiệm đi anh sống được với cái tâm bất động đi đừng có trù trừ đừng có toan tính đừng có mất thì giờ tìm nó nơi đâu cả cái chữ bá thổ dương trần này khá là lý thú nghe lâu lâu nữa gặp cái chữ này cái chữ dương trần nó hàm nghĩa thế này đó là anh tung bụi mù lên Chừng còn cái chữ bá thổ này nó hào nghĩa là anh dê đất tôi không biết các vị có quen cái từ này chưa <laughs> cái từ này dân việt nam rất là rành nghe các vị biết rằng là khi người ta đạp lúa tức là người ta xuống lúa ra rồi lúa và trấu nó trộn lại bụi của lá lúa nó nó gãy nó cũng có mặt ở trong lúa nữa thế rồi họ phải xúc lúa trong cái thúng đợi cơn gió đi ngang qua rồi họ đứng như vậy họ dê lúa dê lúa có nghĩa là họ rót cho lúa nó chảy xuống rất mỏng để cho gió đi ngang qua thổi bay những hạt trấu ở trong lúa bụi trong lúa lá gãy ở trong lúa rơm trong lúa gọi là dê dê đó có nghĩa là vậy ngang mà chúng ta chỉ có thể dịch được cái câu này thế này đó là tâm hiện tại tâm vị lai và tâm quá khứ bụi mù có tung cuồn cuộn cả trời thế nhưng mà anh cũng có thể tìm ra được nó vô xứ tầm là không có tìm đâu ra được khi mà bụi mù tung cuồn cuộn hay là gió trốt nó lóc soi vòng tuy nhiên không cần lo lắng gì về chuyện này nhé tại vì anh ngồi anh nằm anh đứng anh đi chi thì không lúc nào không có cái tâm bất động ấy cái tâm chân thật ấy cái điều quan trọng cuối cùng đó là anh có thừa đương ngay bây giờ được hay không mà thôi đây là cái câu của ngài nam đường hưng ngài làm cái bài thi kể này từ cái niềm cảm hứng của ngài đức sơn nghe có một câu chuyện dẫn đầu cái điều này khá là lý thú mình kể ra đây để cho các vị đón nhận cái bài thi kể này và hiểu nó cách rất là dễ câu chuyện từ đức sơn ông cụ này cái phong cách của ông rất rất là mạnh bạo thiền sư trung hoa dường như là họ rất là mạnh mẽ nghe và nổi tiếng với cây gậy trong tay người ta nói rằng lâm tế thì hát mà đức Sơn thì đánh là cụ này đây hỏi thế nào là ý tổ tưởng độ sang ông không nói năng gì cả ông tác cho một tác tay cho biết đời với người ta <laughs> Cái trường hợp thứ hai có khi cái thiền tăng tới chưa kịp hỏi chi cả mới vừa đánh lễ lập cập vừa đứng lên lỏng ra thọc cổ đánh cho mấy tăng tay rồi nói bạch ngài con chưa hỏi mà sao ngài đánh con hỏi mới bị ăn đòn chứ ông nói đợi ngươi hỏi muộn rồi <laughs> cho nên đánh trước sẽ chắc ăn là ông cụ đức sơn này nghe và cái tính cách mạnh mẽ này nó có mặt từ thời ông chưa là người ngộ thiền từ miền Bắc Trung qua. là một người vô cùng giỏi kinh kim cang giảng kinh kim cang không biết bao nhiêu lượt mà nói và là một bộ chú giải về kinh kim cang tập trung tất cả những cái văn bản được giải của lịch đại tổ sư trong quá khứ để ta chú giải cái văn bản kinh kim cang của ta và yêu mến nó đến đổi rằng là từ miền bắc về phương nam để không phải là để học thiền đâu nghe và cái ngôn ngữ ngài nói là để ruồng tận hang ổ của bọn ma mỹ phương nam tại vì hắn tuyên bố rất là công cuồng hắn bảo rằng là kiến tánh thành vật cái chuyện này vô cùng vô lý tại vì ông là người học trong truyền thống của giảng tòa tức là học trong kinh văn của các vị giảng sư ông tin rằng lịch kiếp tu tập tam thiên quan nghi bát môn thế hạnh hành trì giới pháp đầy đủ học phật pháp nghiêm trang và trải qua hằng sai kiếp mới có thể thành phật được thế rồi cái bọn ma mỹ phương nam mới biết nó tu có kiểu gì nó bảo rằng là kiến tánh thành phật cái chuyện này không thể nào chấp nhận được cho nên ta phải về phương nam vào tận xào quy của hắn ruồng cho đốt nhà <laughs> đốt chùa ừ. hắn cho sợ thưa các vị cái tâm thức vô cùng mạnh mẽ như vậy thì các vị hình dung rằng là điều thứ nhất có nỗ lực thực sự điều thứ hai học hiểu chánh pháp rất ư là nghiêm túc điều thứ ba là kích lòng thương mến kính trọng tam bảo mong muốn bảo vệ chánh pháp nó lớn vô cùng cho nên mới phát cái đại nguyện là đi về phương nam ruồng tận hang ổ của cái bọn ma mỹ thiền tăng nó tuyên bố câu là kiến tánh thành bạc cái chuyện này ta không thể chấp nhận được thì các vị dung là con người này mạnh mẽ đến độ nào thiết tha đối tâm bảo đến độ nào do vậy cho nên nghe nói là ở Long Đàm có vị thiền sư tên là Sùng Tính ông quẩy gánh kinh kim cang về đó lên làm ăn tức là ăn thu đủ như ngày Sùng Tính đó. và tới chân núi chưa leo lên núi nghe tới chân núi đói quá ghé một cái quán trà và Trung Hoa bánh bao là món quốc hồn quốc tí của người ta cho nên nơi nào cũng có bánh bao cả bà chủ quán bà vui lòng cho tôi mấy cái bánh bao điểm tâm ông nghĩ rằng là ăn cho no bụng này đi lên để tanh hơn tanh thua với ngày sùng tính nghe thế rồi bà già bà thấy một vị thiền tăng tức là một vị thầy phương phi đẹp đẽ quẩy một gánh kinh không biết cái thứ gì nặng nề lắm bà hỏi chứ thương tọa à Thượng tọ phát cái gì nặng nề vậy? Ông nói ơ Kinh Kim Cang của ta Chú giải đó Ồ hóa ra thượng tọ là người Giảng Kinh Kim Cang Đúng, ta giảng mấy chục lần nữa mà Và đây là bản chú giải của ta Rất hay <laughs> Và già cười cười Nói thú thật với thượng tỏ, Già này có câu hỏi Nếu thượng tọ đáp được Già này xin đem, đem bánh và trà cúng dường Còn nếu thượng tỏ đáp không được Dạ không bán và không cúng dường à, thường đó đi nơi khác, ừ, hỏi đi, Dạ này hỏi chỉ là chuyện trong kinh Kim Cang thôi, không có chuyện gì ngoài đâu, rồi, thưa các vị, gật đầu đó đấy xong và dạ nói thưa ngài, kinh Kim Cang bảo rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, ba cái tâm này, thưa tổng muốn điểm tâm nào, điểm tâm cái đàng sáng còn hàm nghĩa rằng chỉ cái tâm quá khứ tâm hiện tại tâm vị lai chỉ cho được cái tâm đó đang ở đâu đang có mặt chỗ nào chỉ cho được thì tôi cũng dừng bánh thưa, thưa các vị bậc trí giả nghe nói vậy thì biết đụng phải thứ dữ rồi cho nên ngài thua trả lời không được tâm quá khứ thì đã mất tiêu rồi tâm vị lai thì còn chưa tới tâm hiện tại nó có dừng bao giờ cái gọi là hiện tại khi các vị điểm nó dài thì nó đã thành quá khứ mà chưa điểm thì nó ở tương lai và ngày Đức Sơn nhà ta nghe như vậy ngày ngẩn ngơ trả lời ông sao đành ôm bụng đói leo lên long đàm thôi thế là leo lên long đàm và cũng cái phong cách vô cùng thách thức đầy ngạo mạn Chứ không có đơn thuần nghe ông nói rằng tôi từ xa phương bắc về đây nghe nói long đàm thế nhưng cũng lên đến đây rồi Long cũng không thấy, đàn cũng không luôn. Tức là long là rồng, đàn là cái đầm, cái đầm chứa rồng. Từ xa nghe nói long đàm, tới đây đâu có rồng, cũng đâu có đầm gì đâu, trên núi vắng vẻ mà. Ngài sung tính, ngài cười, ngài nói, ô oh, thượng đỏ tới long đàm rồi đó. Thưa các vị, dương cung lắp tên, chuẩn bị chiến trận vô cùng là hùng hổ thế nhưng mà đánh như hư không gặp ông già này cũng là thiền sư thứ thiệt cho nên khiêu chiến không được mũi tên bắn ra lạc mất mũi không chịu thua thôi đúng là thể nghiệm và thực ra thì ngài sùng tính ngài không có một cái dụng ý rằng là khiêu khích hoặc là đánh giá hoặc là dùng cách chi để hạ cái ngọn cờ ngã mạng của một vị tăng vừa đến với chùa ngài chỉ nói một cách rất thật đó là khi ông thấy các pháp đều rộng, đều lặng, đều không Thế thì ông đã đến Long Đàm rồi đó Long Đàm đơn thuần chỉ là trạng thái trống rỗng, vô niệm Nhưng mà đầy trí tuệ nhận biết của Thiền Tăng thôi chứ không có chi lạ Thế rồi Ngài Đức Sơn nghe câu vậy mới biết rằng là Mình chưa đủ trình <laughs> Tức là chưa đủ con mắt sáng để có thể là khiêu chiến với thiền tăng càng không đủ năng lực để ruồng hang ổ để đốt cháy thiền viện của người ta cho nên đành phải đập đầu đảnh lễ ngài sùng tính học đạo với ngài sùng tính và sở dĩ câu chuyện đó nó mới làm thành một cái niềm thi hứng của ngài nam điền hưng ngài làm bốn câu kể này quá khứ hiện tại vị lai tâm bá thổ dương trần vô sứ tầm tọa quả kinh hành vô bất thị thừa đương trực hạ mạc trầm ngâm là như vậy tâm quá khứ tâm hiện tại tâm mỹ lai tung đất quấy bụi tìm không ra giữa chốn mù mịt của gió trốt tìm không ra tâm thế nhưng mà anh đừng có lo này đứng này ngồi này đi không chỗ nào không phải tâm cả cái điều quan trọng cuối cùng là anh có thừa đương được ngay bây giờ hay không mà thôi. Đừng có chù trừ, đừng có ngần ngừ, đừng có thắc mắc. Đây là bài kể thứ hai, được dịch như thế này. Đó là chi? Quá khứ hiện tại vị lai tâm, buổi tung mù mịt không thể tầm. Đứng đi co duỗi chính là hắn, ngay đây liễu đạt chớ trầm ngâm. Mình đọc lại. Quá khứ hiện tại vị lai tâm, bụi tung mù mịt không thể tầm, đứng đi co duỗi chính là hắn, ngay đây liễu đạn chớ trầm ngâm. Đó là bài thứ hai. Thêm bài nữa. Bài thứ ba chúng ta học cũng là bài của Ngài Xuyên Thiền Sư nha. Tức là của Ngài Trị Phụ Xuyên. Tam tế cầu tâm tâm bất kiến, lưỡng nhãn y nhiên đối lưỡng nhãn bất tu di kiếm Khách thuyền tầm tuyết nguyệt phong hoa thường kiến diện ba ba thuở tam thế là ba đời ngay quá khứ hiện tại và tương lai tìm tâm không thấy tâm cái câu này nó hàm nhiều ý thứ nhất là trong quá khứ ta đã miệt mài rượt đuổi đi tìm tâm không biết bao nhiêu kiếp Thế nên trong kiếp này nếu mình không có duyên mai gặp chánh pháp mình cũng cứ tìm coi cái tâm chân thật mình đang ở đâu cái phật tánh không sinh công việc mình đang ở chỗ nào rồi cho tới trong kiếp tương lai hằng xa kiếp ở vị lai ta cũng cứ rượt đuổi như vậy ta tìm nhưng mà không bao giờ ta có thể thấy được tâm của ta lưỡng nhãn y nhiên đối lượng nhãn thế nhưng mà nếu ta mở mắt ra ta nhìn và gương thì rõ ràng trong gương dạ bóng đôi mắt của ta đôi mắt này đôi mắt thiệt mắt trong gương là mắt của bóng được dạ vào thế nhưng mà cái điều quan trọng không phải là anh sờ vào gương để biết đây là mắt của anh điều quan trọng là nhìn vào gương để sờ lại con mắt đang có mặt ở đây ngay trên mặt của anh có mắt bây giờ chỉ cần quay lại hồi quan lại nhận biết cái năng lực đang quan sát chính thật là tâm hay nói cách dễ hiểu như chúng ta đã từng học lâu nay đó là khi anh thấy đây là buồn, đây là vui, đây là hờn đây là giận anh biết. Cái sự có mặt của buồn vui hận giận thì anh biết rằng cái năng lực đang quan sát được buồn vui hận giận ấy đích thực là tâm chân thật của anh. Đơn giản vậy thôi. Bất tu di kiếm khắc thuyền tầm tức là không cần khắc mạng thuyền để tìm kiếm đây là một điển cố nha có anh chàng kia anh có cái kiếm báo và cũng mang bên hông kè kè để bảnh trệ với người ta thế rồi bước xuống thiền lăn xăng thiền nghiêng qua nghiêng vệ rớt cái kiếm xuống sau cái anh làm dấu liền rớt kiếm chỗ này đây khắc lên mạng thiền <laughs> nước làm sao khắc được cho nên khắc lên mạng thiền chỗ này kiếm rồi và khi dông thuyền đi đến một bến bờ xa đậu lại anh sai tôi trai tôi gái lặn xuống chỗ này kiếm cái kiếm cho ta ta khách mạng thuyền ngay chỗ này để tìm cái kiếm này lặn đỏ con mắt làm gì có kiếm khách thuyền tìm kiếm là như vậy nha cũng như vậy thưa các vị tâm của ta nó ở tại chỗ đối duyên xúc cảnh thế nhưng mà ta lại không có quay ngược về nhận ra ngay cái chỗ đối duyên xúc cảnh để thể nghiệm tâm mà ta lại đuổi theo cái năng lực tâm lăng sang suy nghĩ vọng thức vẫn vơ Ta cứ chạy theo nó và nó cứ chạy trước Ta chạy theo sau Ta mong bắt được nó thì có đời nào mà bắt được Giống như người ta khắc thiền Để tìm kiếm vậy Tìm cái kiếm rớt xuống dòng sông Thưa các vị là phải ngay tức khắc Vừa rớt là nhảy xuống tìm liền Cũng như vậy Tìm cái tâm chân thật cao hàm nghĩa rằng là các vị hướng ngoại ngược xuôi chạy vại Mà các vị phải làm để việc rằng ngay lúc các vị buồn giận ghét thương các vị phải nhận ra đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương mà buồn nhận ghét, thương là đối tượng đang bị quan sát còn các vị đích thực là cái tâm đang quan sát đó chính cái lúc buồn vui đang sinh khởi chính cái lúc vọng thức đang bời bời mà ta nhìn ra nó thì ngay thứ khác cái nhìn đó đích thực là tâm bất động của các vị tuyết nguyện phong hoa thường kiến diện mà hiểu được thế này rồi thưa các vị mọi cảnh trí đất trời mọi sự vận hành của bốn mùa thời tiết mọi nhân viên đến người ta đều là cái điều kiện để ta thưởng lãm mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông chi cũng dạo chơi được và cái điều này nó hàm ý thứ hai đó là thế này này buồn này vui này hờn này giận này lo lắng bất an này ưu tư sầu khổ này võng thức bời bời thưa các vị nó xin nói việc là chuyện của nó giống như thời tiết ngang qua vậy lạnh rồi nóng rồi mưa vân vân thưa các vị thế nhưng mà thiền nhân là người đang ngồi trong cái chỗ bình đang tĩnh tại quan sát thời tiết đi ngang quan sát bốn mùa đi qua hiểu được điều này ta hiểu ra điều rằng là cái chuyện tu nó không hàm nghĩa rằng là mệt mỏi cực nhọc mà chuyện tu nó hàm nghĩa rằng là thấy được đạo ngộ ra được tự tâm bất động thì các vị có quyền thưởng lãm được buồn vui hờn giận bất an nó tùng tục đi ngang qua mà các vị chưa bao giờ buồn vui hờn giận gì cả đơn thuần các vị chỉ là người quan sát mọi nỗi niềm đi ngang qua trước các vị mà thôi đây là ý của bài kể thứ ba của ngài xuyên thiền sư bài này mình dịch thế này ba cõi tìm tâm chẳng thấy tâm hai mắt y nhiên rõ chẳng lầm khắc thiền tìm báo đâu cần nữa trước mắt cảnh nào chẳng phải tâm mình đọc lại ba cõi tìm tâm chẳng thấy tâm hai mắt y nhiên rõ chẳng lầm khắc thuyền tìm báo đâu cần nữa trước mắt cảnh nào chẳng phải tâm mở mắt là có tâm liền buồn vui đến nhìn được đây là buồn đây là vui là tâm chân thật liền hiển ra và thưa đại chúng rằng là các vị ở trong bóng tối các vị cũng vẫn có được cái tâm nhận biết chứ có phải vì lý do không có ánh sáng mà các vị không biết đâu các vị đang ngồi nơi đây đang nghe thầy phước tỉnh nói tiền lời thế nhưng mà có ai đó gọi các vị thì các vị liền biết có người đang gọi phía sau đâu vì lý do gì mà thiếu vắng sự nhận biết đâu thế cho nên thưa các vị người trí nghiệm ra được chỗ này thì họ an thân lập mạng ngay nơi đạo đây là ba bài thế là chúng ta đi vô nói cho nhau nghe từng ý của những bài mà chúng ta học bài đầu có một hàm ý bài thứ nhất có hàm ý đó là thiền tăng thực thụ chỉ có một việc sinh nhai thôi mình chia ra nhiều tầng nghe cái điều này dường như là chúng ta đều mắc phải nghe. Dường như người xuất gia cũng vậy. Hai cái chữ này nó đè nặng lên đời sống chúng ta vô cùng. Ví như mình chỉ làm một việc đó là kiếm áo, kiếm cơm để ăn, để mặc, để sống qua ngày. Thì không đến nỗi vất vả và không đến nỗi bán mạng này. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta đó là cái nhu cầu sinh nhai tức là nhu cầu để sống đâu phải dừng lại ở chỗ là đủ ăn đủ mặc. Khi đủ ăn đủ mặc rồi thì nó yêu cầu là ăn sang mặc đẹp. Ăn sang mặc đẹp xong rồi thì nó lại đòi hỏi thưởng lãm nhiều cái loại dục lạc khác. Do vậy cho nên dường như cuộc đời đó là một cuộc rượt đuổi chưa bao giờ dừng. Nó vắt anh chừng nào cạn máu, vắt anh chừng nào cạn sức sống, nó quăng anh ra thôi chứ anh chưa bao giờ có thể dừng lại được. Thế cho nên, đời sống chung chúng ta, nhìn chung thì chưa có một người nào có khả năng biết dừng lại để đặt vấn đề với đời sống. Mình sống để làm gì? Và cuộc sống mình còn lại bao nhiêu lâu? Và mục đích của ta đến nhân gian này để làm gì dường như những vấn đề này nó thuộc về lĩnh vực triết lý cho người ta không bàn tới đâu ngay. Người ta chỉ bàn tới nó khi đặt vấn đề với nó là lúc người ta nằm bệnh, lúc người ta thoi thóp gần chết là thưa các vị lúc này thì nó quá muộn và trễ mất rồi không có làm gì được đâu nghe cho nên nên nhớ mọi đời sống con người đều bận rộn sinh nhai mình chia ra làm hai loại thôi một là thường nhân hai hàng thức giả và ba đó là thiền nhân cái hàng thường nhân này nó hàm nghĩa rằng là đời sống họ gắn liền với cơ thể vật lý này với tình cảm vui buồn này do vậy đời sống của họ là tìm những niềm vui rất là phù thế niềm vui của cái ăn cái mặt, niềm vui của hưởng thụ dục lạc và đến một cái tuổi già một tí thì cái niềm vui của họ là chạy vài cái chuyện lợi danh để được người ta tung hô vạn tuế được người ta tôn trọng vân vân thưa các vị nó chung quy lại nó chỉ ở hai cái điểm rất cạn đó là một là họ chấp nhận đời sống hình ảnh này là họ hai xúc cảm vui buồn là họ cho nên có lúc về già rồi thì cái niềm vui của họ đó là tụ họp với con cái và dẫn nhau cùng với bạn bè du lịch đó đây niềm vui của họ nó chỉ lợn cần hai phần một là cơ thể vật lý hai là xúc cảm buồn vui của họ thôi nhiều lắm họ bước vào một cái tầng thứ ba đó là có chút trình độ tri thức thì họ có thể biết thưởng lãm đời sống bằng cách là họ nuôi dưỡng tri thức của họ làm giàu kiến thức của họ đây là cái hạng mấp mé bước vào hàng thức giả đây và để có cơ hội bước vào cái chiều kích cao hơn của đời sống dường như nó không đơn giản đâu nghe tại vì điều thứ nhất nó đòi hỏi phước lành của người ta điều thứ hai tri thức của người ta điều thứ ba trình độ sống của người ta điều thứ tư cái nền văn hóa được nuôi dưỡng trong quá khứ đó là tập nghiệp của người ta nữa từ cái nền tảng của ký ức họ tức là nền tảng của tập khí quá khứ phước điền quá khứ trí tuệ quá khứ nó đung đẩy người ta thế cho nên dù người đó có thể nghèo dù người đó có thể sinh ra trong chốn quê mùa thế nhưng mà họ biết thưởng lãm đời sống của họ họ biết coi thường những cái sinh hoạt bận rộn về cái việc sinh nhai nuôi sống một mạng mọc này họ biết coi thường cái tình cảm lây quay trong cái cuộc trần này họ rời nó cách rất nhẹ họ mới có thể đạt đến chiều cao đời sống tâm linh nha chứ nếu còn chúng ta vẫn còn ở trong cái mức độ này lây quay với cái chuyện ăn chuyện mặc cái chuyện ghét chuyện thương cái chuyện lây quay với tình cảm ngược xuôi và cái chuyện khoe mẽ về sự giàu sang phú quý của ta danh vọng của ta vân vân thưa các vị thì chắc chắn rằng là một đời này cái cơ hội để chúng ta chạm đến con đường thấy đạo dĩ như rất khó xảy ra cho nên nên nhớ bước vào hàng thức giả thì cái cơ may nó xảy ra rất dễ điều thứ nhất hắn đủ phước thứ hai hắn đủ trí thứ ba hắn trải nghiệm đời sống và thứ tư hắn có một cái khát vọng vương cao đời sống đến một chiều cao vô cùng vương đến trời cao không bằng lòng đời sống hiện tại họ có tiền có của có tri thức và họ không chấp nhận rằng đời sống này sinh ra lây quay với cái chuyện là cái ăn cái mạch, cái dục lậu nhân gian hưởng thụ một chút phụ du của niềm vui trần thế rồi sống lây lắc như vậy đợi cái chết rất ư là vô lý sống chẳng qua là nuôi cái mạng mọc này đợi chờ cái chết mua bảo hiểm cho tốt nó nuôi nó sống đợi tới già bò lê và lết rồi cũng chết. Thế thì thưa các vị cái hàng này đạt đến cái chiều cao. Họ không chấp nhận đời sống nó chỉ có ngần này việc. Lây quay vì cái ăn vì cái mặt. Lây quay giải quyết về cái chuyện hơn thua. Giải quyết về cái chuyện tình cảm ngược xuôi. Giải quyết về cái chuyện công danh sự nghiệp rồi cái chết tới. Vô à? lý vậy. Cho nên đời sống nó phải có cái gì vượt hơn điều này thành phần này thưa các vị, một sớm tình cờ khám phá đã được đạo thì hạng người này mới có cơ may đi vào cái chiều kích của hạng thiện nhân thực sự. Mình ghi chú thêm nha, thực sự nha. Có hàm nghĩa rằng là tâm thức đạt đến độ chính chắn chứ không phải là chỉ mang cái lớp áo là tu thiền năm ba năm rồi gọi tôi là ông thầy tu thiền. <laughs> có khi mình có học thiền với thiên hạ cũng bác sát đi học đạo đầu nọ sống kia và cũng tỏa thiền một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái điều mình nói đây là tâm thức vương đến chiều cao của một thiền nhân. Nó hàm nghĩa rằng, tối thiểu thì phải nhận ra được rằng, ngay nơi sinh diệt mất còn hình hài này có cái bất động vô sinh. Ngay nơi buồn vui hận giận này có cái không buồn vui hận giận ngay nơi cái dòng suy nghĩ biệt bài này có cái năng lực tâm Phật chiếu sáng chưa từng sinh chưa từng diệt hay nói cách khác chưa ngộ đạo chưa gọi là thiền nhân nghe tập tè tu thiền thôi thì thưa các vị còn ở ngoài cửa nghe do vậy hàng thức giả họ đủ những yếu tố như mình vừa nêu đó họ đạt đến một cái trạng thái tâm có một khát vọng vô cùng to lớn muốn vương đến trời cao muốn chứng nghiệm rằng là ta từ đâu có mặt giữa nhân gian này lây quay trong một kiếp trăm năm rồi ta đi về đâu, ta có phải lệnh này không ta buồn vui không ta nghĩ suy không thế là ta là linh hồn, linh hồn là cái gì và họ khám phá đến tận sâu thẳm của thân tâm này, họ khám phá được cái năng lực tâm không sinh không diệt là cái thể bất động vô vi là cái trạng thái niết bàn của chư Phật truyền đạt ngộ được Pháp Nhất Thừa bước vào cảnh giới thứ ba được gọi là thiền nhân thế thì cái sinh nhai của con người này nó khác với chúng ta ở chỗ là cũng sinh nhai nhưng không bận rộn đời sống một phiêu bồng ngay không có vì cái ăn không có vì cái mặt càng không vì chuyện khoe mẽ chứng minh tôi sang tôi đẹp chứng minh tôi giỏi tôi hay chứng minh tôi tài ba gì cả cái chuyện đó đều là những cái chuyện rác rưởi bỏ xuống hết do vậy cho nên đạt đến mức độ này thì thưa đại chúng rằng đời sống họ cũng xin nhai cũng cái ăn cái mặt tại vì con người không thể sống bằng không khí họ cũng uống nước họ sống họ cũng ăn cơm họ sống nghe họ cũng ở trong một một nhà đàng hoàng thế nhưng tất cả những điều này nó rất ư là phù du đối với họ nhẹ tên không có nặng nề không khó khăn không có những vấn đề đặt ra làm cho họ phiền lòng đây là trường hợp thứ nhất nói về ba người thượng nhân, hàng thức giả và thiện nhân đã có những cấp độ nhất định. Càng đi vào chiều cao thì đời sống thưa các vị nó càng nhẹ nghe. Điều thứ hai nữa là càng đi vào chiều cao có thể họ là hoàng đế. Thiện nhân có không phải là người nghèo không đâu nghe. Có thể là hoàng đế. Thế nhưng họ mang phẩm chất của một hoàng đế không phải là một hoàng đế chỉ có giàu sang về của cái hoàng đế đây nó hàm nghĩa rằng là họ là người làm chủ đời sống họ họ là người ban phát hạnh phúc cho người họ là người sống giữa tầng đời này một đời sống 70 năm 80 năm nó vô cùng xứng đáng thế nhưng mà nếu chưa đạt đến kiểu này thưa các vị một đời sống thường nhân nó lây quay mất hút và vô thường dường như, như phải tái sinh tới triệu kiếp mới có khả năng vươn đến chiều cao hàng thức giả thì có thể cuộc sống họ có ý nghĩa họ thương người họ giúp đỡ người họ làm những điều cần thiết giữa nhân gian họ lưu lại những tác phẩm hoặc những công trình khám phá họ cho nhân gian thế nhưng mà thưa các vị đôi khi họ vẫn là những cái ăn mài chứ không phải hoàng đế được tại sao họ vẫn xin xỏ sự tin yêu của người xin xỏ tình cảm của người họ vẫn phải tựa nương với người. Đừng nghĩ rằng chỉ có những cô gái mới cần một bờ vai. Thưa không, nam nữ gì họ cũng cần một chỗ tựa cả. Họ không tựa vào thế lực này, thế lực nọ để kiếm lợi kiếm danh. Họ đến với đạo thì họ cũng tựa vào thế lực của một tôn giáo, tựa vào Phật, tựa vào vị thần linh, tựa vào ông thầy giác dẫn tâm linh họ. Cho nên nói chung, ba hạng người này Thưa các vị, chỉ đàn đến chiều cao cuối cùng trở thành một người sống giữa trần đời nhưng không bận rộn sinh nhai là hoàng đế thôi. Chứ còn hạng này, hạng này đều giống như nhau, không khác gì cả. Có điều ăn mài cấp thấp, ăn mài cấp cao, ăn mài vật chất, ăn mài tình cảm, ăn mài lợi danh, ăn mài những sự tựa nương, vân vân Cho nên đạt đến thiện nhân mới có cơ hội trở thành hoàng đế. Ba cấp. Thế là vấn đề kế tiếp Kiếm ra chuyện nói cho nhau nghe Cho vui Phần B của vấn đề Hơn nhau chỗ này thôi nghe Chỗ nhận thức đời sống thôi Cũng là sinh mạng như nhau Cũng là một đời sống mang thân các buổi phù du như nhau thế nhưng mà tùy cái mức độ nhận thức về đời sống của anh như thế nào thì anh làm cho anh trở thành hoàng đế hay tên ăn bà khác biệt ở chỗ nhận thức. Điều thứ nhất mình nên nhận diện một điều là đời sống là một cơ hội. Thứ hai phẩm chất đời sống và thứ ba thế đại chúng rằng cái nền tảng làm thành phẩm chất đời sống nó đặt trên hai cái chữ này đây nghe quan niệm về đời sống của anh nhận thức về đời sống của anh hiểu biết về đời sống của anh trải nghiệm về đời sống của anh những điều này nó liên hệ một dọc dài với nhau đừng nghĩ rằng có học hàm học vị đừng nghĩ rằng mình học lên tới trời rồi mình có khả năng nhận thức về đời sống nghe đôi khi những cái học của mình nó giúp cho mình tăng trưởng kiến thức và mình dồn chứa lại trong đây những ký ức hiểu biết của mình như một kho tàng sách vở thế nhưng mà đời sống mình không đổi thay chi vẫn tham vẫn giận vẫn buồn vẫn ghét vẫn thương vẫn ưu tư phiền muộn vẫn nắm chặt hết tất cả những cái món đến với mình không buông xuống được do vậy nhận thức này nó không có dính chi với trình độ kiến thức của anh càng không dính chi với địa vị của anh ngang này ông to bà lớn này là lãnh chúa của một vùng đất cát này là vị quốc vương của triều đình hay là vị tổng thống của một đất nước thưa các vị nhận thức về đời sống không vì lý do địa vị đó mà người ta có một cái nhận thức có thể tương ứng được với đạo để làm cho đời sống người ta nó tràn đầy pháp lành làm đời sống người ta nó thăng hoa nghe cho nên tiếp cận với con đường tâm linh nó không phải ở chỗ học hàm học vị không phải chỗ là chứa một khối kiến thức nặng trĩu mà nó quan trọng ở chỗ là cái khả năng nhận thức của ta về đời sống do vậy cho nên cái bước đầu để đi vô đó là ta hãy nhìn đời sống là một cơ hội cái đã thế nào là một cơ hội anh có mặt ở đây lay quay không dài lắm đâu nghe 50 năm mươi năm, bảy mươi năm đời người trôi qua cái vèo. Sinh mạng của anh cũng chưa chẳng gì được bảo đảm tới 50 năm mươi năm, bảy mươi năm. Cho nên, nhận ra rằng mỗi một đời sống ta có mặt nơi đây là một cơ hội để mình thăng qua, để mình tiến bộ. Và thăng qua tiến bộ ở chiều hướng vô cùng tích cực. Hai trạng thái, một là tích cực, hai là tiêu cực, nhìn ra rất dễ tình cảm nào nó làm người ta nặng chịu thì gọi là tiêu cực tình cảm nào nó làm người ta thăng hoa gọi là tích cực sự suy nghĩ nào nó làm cho lòng ta tràn ngập niềm vui và mang đến an lạc hỷ lạc cho người chung quanh mang đến niềm vui cho tất cả những người gần gũi ta và kể cả cành cây lá cỏ kể cả đông phật quan giả đều có thể hưởng nhờ cái năng lực tư duy của ta thì ta gọi đó là tích cực suy nghĩ nào đen tối u ám làm cho ta bất an làm cho ta sầu thảm làm cho người gần ta cảm nghe một cái sự khó chịu hoặc là cảm thấy gai nhọn đâm vào họ thì biết rằng đây là loại tiêu cực tóm lại cái đầu người ta càng rộng bao nhiêu tâm thức người ta càng thăng qua bao nhiêu lòng thương người ta càng lớn bao nhiêu trí tuệ người ta càng mênh bông bao nhiêu thì nó được gọi là cơ hội tích cực để làm giàu đời sống mình nghe. Còn nếu tất cả điều này nó đều là chỉ số âm, nó thấp hơn cái tầng mức của một con người. Một là ác tâm, hai là lòng ganh tị, ba là sự giận dữ căm thù, bốn là sự căm ghét vân vân thưa các vị. Nếu những trạng thái tâm này có mặt nơi anh, thì anh đang chứa một trái bom nổ chậm chính từ thân anh đang quỷ hoại đời sống anh. Thế rồi nhiều con người cùng có một trạng thái tâm thức tiêu cực như vậy thì sẽ hình thành một quốc gia vô cùng độc ác. Đặt cái nền tảng của mưu trước, đặt nền tảng lừa dối và nó làm thành một cái tệ nạn vô cùng tội nghiệp đó là nó quỷ diệt luôn văn hóa dân tộc, quỷ diệt luôn phước điền một quốc gia và nó làm thành cái sự tai họa không phải một đời của ta mà nó làm thành tai họa cho nhiều thế hệ con cái luôn nha. Cho nên một đời sống là một cơ hội nó hàm nghĩa ở cái mặt bằng nhân gian á. Nếu người ta có một cái trình độ sống nhất định họ thấy là cơ hội của họ ví dụ như họ làm tổng thống họ làm người lãnh đạo quốc gia thì cơ hội nó đến một lần thôi. Họ không có ban ra những đạo luật để có thể cải thiện đời sống của người dân. Họ không giúp người dân thăng qua được đời sống kinh tế, đời sống vật chất hoặc là đời sống văn hóa thì coi như cơ hội này đi ngang qua không có cơ hội làm lại. Thế rồi nếu trong bản thân của họ là một cá nhân họ coi đời sống là là một cơ hội thì không lợi dụng trọn vẹn cái điều kiện họ đang có, có tuổi trẻ, có nhan sắc, có của tiền, có sức khỏe, có năng lực có sức ảnh hưởng lớn mà không làm được những điều thiện thì cơ hội này qua là biến mất và cơ hội cuối cùng là chi có một hình hài, có một sinh mạng, có một trí tuệ, có cơ duyên học Phật pháp mà không ngộ đạo, không tu tập thì đời sống của chúng ta biến mất và hư vô thì không có cơ hội gặp lại. Tóm lại khi ta có được một nhận thức nền tảng như thế này mà nền tảng này càng thâm sâu bao nhiêu thì chúng ta càng thấy đời sống mình là một cơ hội không để phí phạm. Còn nếu trình độ mình chưa ương đến cái chiều cao này, nhiều lắm mình coi đời sống này là một cơ hội để kiếm tiền, một cơ hội để thỏa mãn dục vọng, một cơ hội để làm tất cả những điều để thỏa mãn cái nhu cầu của một cơ thể phàm phu này nó ham muốn thôi thế thì cũng là một cơ hội nhưng mà cơ hội này nó dẫn người ta đi vô con đường tối tăm u ám chìm ngập ở trong sự đọa lạc tóm lại hơn nhau ở chỗ dắt dẫn được sự nhận thức nha, thì nó làm thành cái đời sống là một cơ hội tuyệt vời để thăng hoa mình đến trời cao còn nếu nhận thức của anh nó chưa được thăng hoa chưa được nuôi dưỡng và không có cái chủ nhân lành thì cái nhận thức này nó nhận chìm đời sống anh cho nên đời sống anh là một cơ hội để anh đo lạc trong ngàn vạn kiếp tử sinh đây là yếu tố thứ nhất nhận diện về điều này để mình nói một lời khỏi một ý niệm và làm một việc thưa các vị đều đặt trên cái nền tảng này để cân nông đo đếm này điều thứ hai cái phẩm chất đời sống rất là quan trọng nghe thế nào là phẩm chất đời sống đừng nghĩ rằng nhiều củ cải nhiều bạc tiền đừng nghĩ rằng nhiều người thân yêu chung quanh đừng nghĩ rằng là năm bảy căn nhà hoặc là của tiền trong công băng triệu nọ triệu kia và làm thành phẩm chất đời sống phẩm chất đời sống ở đây mình muốn nói là điều thứ nhất là cái phẩm chất an lạc nó có mặt cùng không thứ hai phẩm chất đó là cái phẩm chất mang an lạc cho người cái điều làm thành nền tảng đời sống đó là thưa các vị có khi sống trăm năm giữa đời người tuổi thọ mình cũng dài Thế nhưng mà lê lết trong cái dũng bùng của buồn giận ghét thương Thì thưa đại chúng rằng là Dường như một đời sống triểu nặng nỗi buồn Triểu nặng nỗi nghiệp chướng thôi Chứ còn người ta chưa có được một chút niềm vui le lói nào cả Thế thì trăm năm đời người rất là tội nghiệp Cho nên không gọi đó là phẩm chất đời sống Thế là người ta sống không tới trăm tuổi đâu Mới ba chục tuổi thôi, họ chết Thế nhưng mà nhìn lại thì cuộc đời họ rất ràng ngập tiếng cười tràn ngập niềm vui họ sống rất là ý nghĩa họ không phải làm một cái việc là vì họ vì cái ăn sang vì cái mạch đẹp vì cái tiêu xài mà đời sống họ mang đến rất nhiều ân sủng cho tất cả những người xung quanh họ họ ra đi rồi thiên hạ ai cũng chắc lưỡi ai cũng thương tiếc ai cũng quý trọng có khi họ lập bia mộ có khi họ đúc tượng đồng và có khi họ nhắc tới nhiều thế hệ con cháu họ. Thế cho nên ta gọi đây là một đời sống rất xứng đáng. Tại vì họ sống trong niềm hỷ lạc của chính họ và của người chung quanh. Thứ hai, mang ăn lại cho người. Thưa các vị, điều này mình muốn nói ở cái chiều kích rộng hơn nha. Một đời sống của những vị đạo sư. Có khi ông không phải giàu có gì đâu. Không phải cho người ta của tiền. Cũng không phải là làm chủ một triệu mẫu đất cắt cho mỗi người mẫu đất cho các nhà cũng không phải là nuôi hết thiên hạ thế nhưng mà cái điều đặc thù nơi con người này là họ đạt đến cái chiều sâu đời sống tâm linh họ có sự giác ngộ nhất định có trí tuệ nhất định có lòng từ nhất định cho nên năng lực dạy của họ khả năng giáo hóa của họ mang người ta đến chánh pháp làm cho người ta ngộ ra đường đạo thấy được ánh sáng con đường đi và nếu mình bỏ lên cân mình cân thì thưa các vị cho người ta tiền ta xài hết nghe thế nhưng mà làm thay đổi tâm thức làm thay đổi nhận thức của người ta người ta bắt đầu thể nghiệm được chánh pháp các vị hình dung rằng họ xài bao nhiêu đời vậy một đời xài cống hết xài luôn nhiều đời nghe cho nên mang an lạc cho số đông loài người chỉ có một việc đó là các vị thành đạt được sự nghiệp giác ngộ thì các vị mới làm được điều này còn không thì chúng ta chỉ có thể mang an lạc cho ta cho người ở lĩnh vực tình cảm lĩnh vực vật chất lĩnh vực cho người ta lợi cho người ta danh thì thưa đại chúng rằng những điều này nó phụ du mà có khi nó tạo nghiệp ác cho người cho nên cái phần thứ hai này phẩm chất đời sống của những thiền tăng đạt đạo quả mai mới làm được điều này đây là vấn đề thứ hai vấn đề thứ ba mình quy chiếu lại pháp hành để cho các vị có thể nhận ra và tự mình quyết định về cơ hội đời sống mình nghe thế nào là quy chiếu lại pháp hành mọi việc xảy ra từ cái nhận thức của các vị từ đổi thay của các vị từ làm vào đời sống của các vị nó chỉ xảy ra ngay bây giờ, ngay nơi đây Nó không phải xảy ra trong quá khứ Và càng không xảy ra ở ngày mai Ngay bây giờ Đặt một bước chân đúng hướng Thì mình đi về hướng đó Còn nếu ngay bây giờ các vị đặt một bước chân không đúng hướng Thì càng đi các vị càng lệch Cái vị trí đến của các vị càng xa Ví dụ Ta muốn về phương Đông Mà ta đặt bước chân đầu tiên là hướng về phương Tây Thì đừng hầu đến được phương Đông Ta muốn đi về nhà mà ta đặt bước chân vào con đường dẫn ta đi rất xa. Thế thì đừng hòng có cái chuyện về tới nhà được cho mất công. Thế rồi mọi việc nó không phải bắt đầu ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Hoặc là trong quá khứ mà phải bắt đầu ngay bây giờ, ngay nơi đây. Đây là cái điều đầu tiên trên mặt luận lý mà nói nó phải như vậy. Thế rồi trên cái mặt chiều hướng tâm linh tu tập. Thì thưa các vị cái điều này nó còn quan trọng hơn nữa. Trực hạ thừa đương là ngay bây giờ, ngay hiện tiền đây. Nếu các vị biết rằng mọi thứ buồn vui, hờn nhẫn bất an đều là cái đối tượng đang bị các vị quan sát. Nó không phải là ta. Mà ta cứ đồng nhất mình vào đó thì thiên niên, vạn niên chắc chắn rằng không có cách chi mình cắt đứt được buồn nhẫn ghét thương đâu nghe. Mọi cái suy nghĩ đều là vọng thức của các vị nó tuồn tuột, nó đi ngang đi ngang qua và nó luôn chạy càng chạy càng xa và nó chưa bao giờ dừng mà nếu ta cứ đồng nhất ta vào những dòng suy nghĩ ta thấy mình là sự suy nghĩ thì cho cụ dụ một triệu năm các vị xin đi xin về tên nhân gian các vị cũng không có cơ may thấy được đạo an trú được trong thể tâm bất động do vậy cho nên ngay bây giờ ngay nơi đây trực hạ từ đương nghĩa là gì thưa các vị nghiệm ra rằng cái buồn cái vui thì nó đang đến đang đi Nhưng mà cái con người nhìn buồn vui Thì luôn có mặt ngay hiện tiện Chưa từng đến đi sinh diệt Có mặt bây giờ và ngay nơi đây Cái năng lực nhìn của các vị nó có mặt ngay bây giờ Ngay nơi đây chứ đâu phải là trong quá khứ mới có Hoặc là trong tương lai mới hiện ra và ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị nhìn đây là suy nghĩ của tôi, đây là ý kiến của tôi. Nó vẫn vơ, nó chạy ngược, chạy xuôi. Và nếu ta đủ thông minh, nhận thức được rằng là phải trực hạ thừa đương là nắm được cái đầu mối của con đường tu tập ngay bây giờ các vị dừng lại các vị an trú trong thể tâm quan sát những dòng suy nghĩ ngược xuôi tức thì ngay tức khác các vị dừng lại con đường ngược xuôi của rủi rong trong ba cõi sáu đường các vị liền an trú ngay cái thể tâm bất động vô niệm vô vi hiện tiền đang chiếu sáng của các vị các vị liền trú trong phật tâm của các vị để các vị sống một đời và khi các vị làm được điều này ngay bây giờ ngay nơi đây thì cái chuyện tương lai xảy ra đó là lúc nào cũng sống được với tâm vô sinh bất diệt và cái chuyện đoạn đức sinh tử phiền não là chuyện tự nhiên phải xảy ra và cái chuyện đoạn trừ sạch lậu hoạt của những pháp ưu ấy tự nhiên nó sinh khởi liền và cái chuyện thành tựu các pháp lành nó cũng có mặt ngay bây giờ ngay nơi đây Thế cho nên, mọi sự thăng qua của đời sống, từ đời sống một con người có được phẩm chất, đạt đến đời sống thanh cao, đạt đến đời sống của một thiền tăng, đạt đến đời sống của một người chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu thánh trí, đoạn sạch phiền não lộ hoạt, an trú vĩnh hằng trong thể bất động như như của tâm Phật vô vi của mình Thưa các vị, nó cũng bắt đầu ngay bây giờ, ngay cũng giây hiện tiền Không phải là cái chuyện ngày mai, ngày bốn, ngày kia Cũng không phải là chuyện đã xảy ra trong quá khứ Đây là ba nét Ta nói là cái tiểu đề là hơn nhau ở chỗ nhận thức được đời sống nha Sắp hết giờ rồi đó Còn 5 phút nữa thôi <laughs> Đáng lẽ là phải nói hai tiếng đồng hồ Mới hết chuyện Thế nhưng nó nhiều quá mà con nghe cũng chán cho nên thôi kết luận nghỉ cái này đây đi một gió mát khắp trời chưa bao giờ dứt nghe ba ý thôi cái câu này mình trích từ cái bài thơ của ngài tuyết đường đậu ông có một câu là thanh phong táp địa hữu hà cực tức là gió mát đầy mặt đất chưa lúc nào vắng cả thanh phong minh nguyệt tức là gió mát và trăng thanh lúc nào cũng có hết nó không hào nghĩa rằng gió mát trăng thanh bên ngoài và hàm nghĩa rằng là gió mát trăng thanh đó là cái trạng thái tâm bất động vô vi cái năng lực quan sát của các vị không thiếu bao giờ nghe cho nên ý cao đầu gió mát khắp trời chưa bao giờ dứt nó hàm nghĩa rằng cái năng lực tâm vô sinh bất diệt của các vị, cái khả năng quan sát của các vị đó. Nó đang có trong hình hài của các vị, nó có trong mọi lúc buồn vui của các vị, lúc lo âu phiền não của các vị, cái lúc nghĩ suy bời bời của các vị. Nó không bao giờ vắng mặt cả. Chỉ cần làm một việc đó là khi có buồn vui thì ta vui lòng nhớ lại Ta luôn làm người quan sát buồn vui Thì bây giờ các vị sống với năng lực tâm bất động liền Không ai thiếu điều này Một em bé nó chưa trưởng thành Chưa nghe được những điều này Cho nên có thể nó còn buồn bờ Thế nhưng mà khi có trình độ nhận thức nhất định Hiểu được điều này rồi Thì thưa các vị người ta có quyền Làm thăng qua đời sống người ta ngay bây giờ Không cứ gì phải chìm ngập ở trong buồn nhẫn ghét thương càng không lý do gì nhẫn chìm đời mình để cho cuộc đời mình nó chịu muôn vàng khổ lụy của cuộc đời sống người ta có thể nghèo có thể giàu không quan trọng đâu nghe quan trọng ở chỗ rằng là biết được pháp hành trì biết được phương pháp đoạn trừ phiền não thì các vị nghiễm nhiên thành một vị hoàng đế rồi giàu mà chi sang mà chi khi cả đời người ta cứ chìm ngập trong những nỗi muộn phiền không biết pháp hành trì không biết con đường tu tập thì dù cho anh có là hoàng đế anh cũng là người khốn khổ thế rồi biết pháp hành trì biết tu tập dù anh là cái ăn mà, anh vẫn là hoàng đế được tại vì này buồn này vui này hờn này giận không có thứ gì xâm nhiễu đời sống anh sống phiêu bồng giữa cuộc đời này đi đâu cũng là hạnh phúc gặp trời không có lý do gì mà buồn thảm bất an cả càng không án pháp xin khởi nghe không có nhìn người giàu để ganh tị không có nhìn người đẹp để mình căm ghét và luôn lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình lòng tràn ngập niềm vui hân thưởng được thiên nhiên được đất trời hân thưởng được mọi người hân thưởng được những niềm vui nỗi buồn trong ta mọi thứ đến với ta ta đều quan sát nó đi mỉm cười nhìn nó cho nên gọi rằng là một đời sống biết thưởng thức gọi là nếu điều này xảy ra nơi anh anh quan sát được như vậy anh liễu ngộ đến một cái tầng hiểu biết như thế này thì đời sống anh là một chuỗi ngày 50 năm 70 năm chỉ là việc thân thưởng đời sống mà thôi ý thứ hai thưởng thức đời sống anh đi cả muộn thưa các vị nhìn cho kỹ lại thì dường như chúng ta đều không thiếu điều gì cả mắt tay mũi lưỡi còn đủ chưa tật bệnh ốm đau chưa nằm trong hòm đợi người ta đóng nắp thế thì các vị còn có điều kiện để vui với đời sống mình đang còn thụ hưởng đây chứ thế nhưng mà người ta chỉ nhìn những cái mình không có tôi thiếu tiền tôi thiếu gạo tôi thiếu sức khỏe vân vân thưa các vị đợi tới lúc các vị kề cận cái chết rồi thấy dường như là cuộc đời vô cùng bất hạnh nha cho nên hãy thưởng thức đời sống ngay bây giờ đi hãy hứa với lòng rằng đời ta không dài do vậy cho nên đừng để cho buồn cho giận cho ghét cho thương cho ưu tư phiền muộn xâm nhiễu đời sống ta đừng có vơ vào những cái điều phi lý của người khác làm của mình để nhận chìm đời mình rất là tội nghiệp mỗi con người đến nhân gian này thưa các vị họ đều chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của họ ngay con cái ta cũng vậy đừng nói là cái chuyện hàng xóm láng giềng nha Đừng nghĩ rằng ông thầy Phước Tịnh hay là cái ông thầy nào hay là cái vị đạo sư nào đó là cái người để cho các vị ngưỡng mộ. Không, các vị hãy ngưỡng mộ chính phần của các vị. Các vị sống với vị phần của các vị. Và nếu hiểu được điều này thì ta sẽ thưởng thức được đời sống của ta bằng không thì thưa các vị mình ở đời bị dắt dẫn mới buồn vui hận dẫn vô tu rồi mình cũng bị những cái thứ này nó nhận cổ mình và nó diêm cuộc đời mình rất là tội nghiệp cho nên hãy nhớ rằng là bạn chỉ có một cuộc đời duy nhất thôi không có cuộc đời thứ hai đâu hãy thưởng thức nó từng phút bằng cách sống trí tình với vị phật đang vô sinh bất diệt nơi nào của các vị điều thứ ba cái duyên lành để mình học pháp không dễ đâu nghe cái duyên lành để mình đủ trình độ tri thức như hiện tại và duyên lành đủ để cho mình ngộ được đạo thấy được ánh sáng chánh pháp càng không đơn giản có khi mình đã mất hàng triệu kiếp rồi kiếp này may mắn gặp được pháp kiếp này cái con đường thâm nhập rất dễ đi vô pháp tu tập đó là mình nhận ra những đối tượng bị quan sát đều là pháp sinh diệt còn cái tâm đang quan sát đích thực là pháp bất diệt đích thực là thể niết bàn đức thật là tâm Phật vô sinh, đức thật là tâm Phật bản nhiên của ta. Càng ngày mình càng có niềm tin với điều này, với một điều kiện mình có tu học không thể làm tăng trưởng niềm tin đâu nghe. Khi các vị đi vào công trình tu, dần dần các vị mới lọc ra được cái này là sinh diệt này, cái này là bất sinh diệt nè cái này là đối tượng bị quan sáng nè, cái này là cái tâm bất động vô vi cái năng lực bác nhã trí đang chiếu sáng nó đang quan sát mọi thứ phiền não nó có thể phá vỡ mọi phiền não cái điều này không phải học mà có thể làm được không thể học mà có thể tin được đâu nghe các vị phải đi vào bằng con đường thực tập rõ ràng thế cho nên đừng cô phụ duyên lành ta đang sở hữu không khéo mất nhân duyên này rồi tìm lại được đâu nghe đó là ba cái kết luận của bài học hôm nay vì nó đây cảm ơn đại chúng.